Chào anh nhá. Anh gọi đặt lan từ tối qua phải không ạ? Vâng. Đặt tối qua mà bây giờ về đây rồi, anh thấy bọn em giao hàng có hỏa tốc không? Qua ngay cầm với cốc đây. Nhà anh nhá, vườn tược rộng rãi này. Đây tôi bảo là lấy tôi mua chiếc không là tôi để ở ngoài này. Vâng. Không là tôi làm ở vườn tôi nghe. Vâng. Thôi cứ ngồi uống nước đi đã. Dạ vâng ạ. Xong rồi xong tính sau. Vâng. Lo cái đấy kể lâu mới tối. Làm ở nhà xong mình làm xong rồi thôi tính dí rách mà nghe tí cho sướng nhá. Cuộc sống vườn cà chua nhà anh như này mà bây giờ mà cứ dùng để sốt với nấu canh thì bao giờ cho hết được anh nhỉ? Kia tôi còn mấy xào hoa thì lý cả. À cả hoa thì lý cả. À, thì cũng sung sướng đâu, đầu làm bượt mặt suốt ngày. Thôi thì nhà anh nó cứ tỉnh toàn nó xè xóa này thôi. Còn nhà thì đây hay là vào trong nhà ngồi? Không, ngồi đi mới sướng ấy nhá. Đại đa là cứ vào là thường thường là cứ ngồi đây. Đúng rồi. Đấy, chứ còn chỉ cái công việc thì quan trọng thì mới vào. Là thôi thì nói nhỏ chứ còn nếu mà ngồi bình thường là cứ ngồi đây ngồi chuyện. Vâng. Có nghĩa lúc nào mà có bí mật quốc gia là em phải vào. Đấy. Bình thường mình ngồi này. Nhà mình có wifi không anh? Có wifi đấy. Đây phải không ạ? Ừ đúng rồi, vợ tôi đấy, tôi bảo thôi lấy tên vợ tôi, nhỡ cái không có tiền nó cứ tìm vợ tôi nó đòi. Tôi đéo biết. Đến cái tháng wifi nó cứ vợ tôi nó đòi, tôi đéo biết. Anh cao tay thật đấy. Anh kiểm tra xem là bên ngoài ngoại hình của nó như đúng trong video mà anh xem không? Thôi. Không, anh thôi. Kiểm tra trước sau đi. Nói chung xem là xem có đúng không ạ? Tôi cũng xem, tôi cũng xem. Ở trên video nó nhỏ vào đây nó to này, video nó xếp cái màn hình nó tí tẹo này. Tôi cũng xem ở trên các chú đi giao nhiều rồi. Đã. Nên là các là thế thôi, cũng tin tưởng cái khách hàng tin tưởng ấy không. Nhìn bên ngoài đẹp. Đẹp rồi. Thì mình xem cũng chỉ qua điện thoại thôi mà. Đã. Đại đa số là họ cũng kiểm tra rồi. Vâng. Nên là nói chung là mình ưng rồi, hơn xem ở trong ấy là được. Có nghĩa là anh trải nghiệm thực tế là mình hơn là mình xem trên video quảng cáo. Hơn. Vâng. Bởi vì thực tế là mình nghe cái điện thoại thì mình cũng nó nghe cái điện thoại thì nó lấy đâu được. Vâng. Thế nên là mình bảo thôi nghe nó thực tế như này. Đến hôm nay tôi mới nghe thực tế chứ tôi cũng đã to. Bởi vì nhiều khách hàng bảo là nghe quảng cáo thì cái loa này có vẻ nghe tiếng bát nó không được nhiều lắm. Nhưng vấn đề là cái loa điện thoại làm gì có bát mà nghe. Mình biết chứ. Vâng. Không, nói chung nghe, nói thực tế là nếu nói vô tư này này, với cái số tiền đấy mà mình đi mua bên ngoài mà về mình lắp ấy thì nó không bao giờ được như vậy. Đấy, chứ còn về cái độ bền thì nó phải thời gian. Đúng rồi. Nó trả lời. Chính xác. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là nếu mà với một cái số tiền mà 2-3 triệu thì không mua. Mà mình cũng không, chắc chắn là không mua được như vậy. Đấy, có nghĩa bây giờ mình xét về vấn đề chất lượng âm thanh đã. Còn cái bền hay không thì mình phải dùng cái mới biết. Rồi, bền thì nó phải là trả lời. Đúng có rồi. Nghĩa thời gian trả thời lời. Gian trả lời. Chứ còn thì nếu mà để mà nghe như này thì mình so cái đồng tiền mình bỏ ra thì những cái này là nó gào chết những cái lặng loa dây đấy. Bởi vì thực tế là những cái loa 7-8 triệu mà mình nghe, nếu loa kéo mình đã cũng thấy nó đã phết rồi đấy. Nếu ông đi ông mua bình thường loa dàn ông về ông lắp 7-8 triệu làm sao ông có được như thế. Chuẩn rồi. Đúng không? Loa dàn mà tầm trên dưới chục thì nói chung là cái này so với mình đi mua ấy là mình đã bảo rồi, nếu mà bỏ số tiền ra đi mua loa mà mình về lắp lấy không bao giờ được. Nhiều khách hàng cũng hỏi bên em là sao không lắp những cái bộ dàn tầm khoảng 12-13 triệu, nhưng mà cái tầm đấy thì anh bảo là không thể lắp nó ra gì được, bởi vì là nó khoảng một cặp, ít nhất là một cặp loa đẩy vang mic thì mỗi thứ một tí, mà chia ra thì mỗi thứ một tí nó chỉ tầm khoảng 1.5-2 triệu một bộ phận thôi, thì lấy đâu ra mà chất lượng được. Không ấy thế. Nói là tôi thấy là cái loa kéo này làm như vậy là nó phù hợp. Cũng có người thì có thể người ta mua loa dây người ta lên đến tới hàng trăm vài trăm.
Vâng. Nhưng mà những đấy là người đại gia rồi. Rồi, ông người ta nhiều tiền người thì không nói. Bê được. Mình so cùng một tầm giá thôi. Thế thôi. Chứ còn nếu mà so về chất lượng thì nó vô cùng lắm. Đại tỷ còn có nữa là. Có nghĩa là người ta kể cả người ta mua như vậy, người ta không dùng, người ta không ưng, người ta vất, người ta không tiếc. Đúng rồi. Nhưng với mình là mình còn cân đối. Đối với người ta nhiều khi nó chỉ gọi là một cái món đồ nó rất là bình thường, nhưng đối với mình thì nó cả là một cái tâm huyết của vấn mình. Vấn đề đấy. Đấy, nói như thế. Thế anh em mình đi ra kia xa tí nghe xem thử xem nào. Đi. Ra ngoài vườn xem thế nào. Tôi mục tiêu của tôi là tôi cứ mở đấy xong tôi ngoài này tôi nghe mà. Vâng. Này nó công suất nó được nhiều chưa đấy? Chưa. Bao nhiêu mà cũng được khoảng nửa đấy. Nói chung là tất cả của dùng bền nó cũng tại người. Vâng. Nói chung là nó tuy nó có to nữa nhưng mình chỉ mở tầm 70 thôi. Đúng rồi. Lúc nào hung là 70 thôi. 70-80 còn đầu thôi. Vặn cứ hết cỡ thì chả cái gì chịu nhật vậy. Đúng rồi. Ví dụ như nó được 10 thì ông chỉ mở 7. Vâng. Ông nghe là vừa bền vừa chất lượng. Vâng. Chứ ông nó 10 ông mở cả 10 thì chẳng cái gì chịu được. Con người ta cũng vậy mà. Đến anh em mình quá sức còn mệt nó không chi cái loa. Ông làm hết tốc độ thì ông đấy. Chỉ làm được một lúc thôi. Đúng còn rồi. Ông làm ông từ sáng đến trưa hết tốc độ ông gục với cái gì. Anh Luân này là hay quá sức lắm này, đâm ra là nào, mặt mũi bơ phở đấy. Ôi thì có thì sức là phải biết riêng giữ. Dạ. Các ông bảo là nếu mua ngay đây thì ví dụ ra ngoài kia mua ngay đây thì bảo là thôi ra đấy mà gần như ra đấy mà van vạ đấy. Nhưng mà ra đây nó ở đâu đâu thì không biết các bạn ông bảo không. Người ta đã thành lập một cái gần như một cái công ty, người ta đi người ta phải giữ khách hàng. Quan điểm của tôi là vậy. Đúng rồi. Chứ người ta có một cái thương hiệu của người ta trên thị trường không dễ đâu. Đấy, tôi là tôi ý tôi như vậy. Người ta có một cái thương hiệu trên thị trường để người ta chiếm lĩnh thị trường nó không dễ đâu. Không ai người ta tự có một cái tí tẹo mà người ta dám vứt đi. Đúng rồi. Đấy, mà thằng nào vứt đi thằng cái dại. Dại cái gì nữa. Thằng nào mà đấy là dại. Để xây dựng một cái thương hiệu nó quá là quá khó luôn. Quá khó luôn bây giờ này. Có một cái thương hiệu đâu phải dễ đâu mà. Đúng rồi. Ai à vậy mà lại hơi có hơi một khó khăn cái không phục vụ mà lại đánh mất cái thương hiệu của mình thì quá sai lầm. Chính xác. Tôi cũng chẳng làm vậy nhất. Tôi bỏ ngày bỏ buổi đi. Rồi ok đi. Vì nguyên nhân vì sao? Một khách hàng này nhưng có thể nó còn thông tin rất nhiều. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà cũng có khi một khách hàng nhưng làm mất nhiều khách hàng. Chính xác. Tôi là quan điểm. Bởi vì cái thời buổi bây giờ khách hàng rất thông minh. Thời buổi 4.0 rồi có công nghệ rồi. Nên là cái gì mình làm tốt thì vạn người biết. Mà làm không tốt thì cũng đúng rồi. Vạn người ta cũng biết đúng rồi, luôn. Đúng rồi. Đấy, nhà nó thế nên là nó lan truyền nhanh lắm. Cái quan điểm của tôi riêng cái loa này, nếu nói đúng bước đầu tôi nghe là khác hẳn trong với tôi xem clip. Vâng. Khác hẳn luôn, kể cả nói chung độ bền thì tôi không nói nhá. Tôi bảo độ bền nó phải chờ thời gian chẳng. Đúng rồi. Về chất lượng mà tôi thấy. Có nghĩa là so với cái giá của nó là cái chủ yếu mình là phải từ cái giá mình so đi. Đúng rồi, so từ cái giá của đấy, nó. Cái chủ yếu là mình từ cái giá mình so đi với bằng này tiền. Anh mua cái như thế nào là nó xứng đáng. Đấy, và ví dụ anh mua cái anh về anh tự anh lắp thì chắc chắn nó không được như vậy. Vâng. Tôi khẳng định là như vậy là gần. Bởi vì nếu 2-3 triệu không được như vậy thì giờ Nguyên mua đôi loa mất bạc hơn 10 triệu. Đấy, xong lại vang số này nọ nữa. Làm sao ăn được? Nếu ra mở cùng không thể bằng được. Thế nên là tôi bảo là thôi quyết định là tôi xem lâu rồi. Tôi cũng xem đấy. Các chú giao từ nói chung là Hưng Yên rồi. Nói chung gần như tôi xem. Có cái hôm qua tôi xem mới nhất là tung lên được 6 tiếng là bắt đầu tôi. Vâng. Là tôi xem. Thì mình đã dự định mình mua rồi. Cho nên mình chẳng đắn đo cân đối gì. Vâng. Nhiều người cần kiểm tra nhiều chứ tôi thực tế tôi cũng không biết. Không biết đâu. Tôi không biết mà. Vâng. Nhưng còn kiểm tra cái đách kỳ nữa thì có nghĩa là mình không dành lắm thì thôi mình tin tưởng, với thứ hai là mình trải nghiệm bằng cái tai của mình mới nghe cảm thấy ổn hay không. Nghe vậy là đấy. Lực. Mic ở đằng trước nó không có rít lắm đâu nhỉ. Có nghĩa là cái này là trừ khi mà mình để âm lượng to quá mình hướng mic về đây. Với thứ sao khi mình hát thì mình đứng xa xa, chứ với khi mình dí gần thì mình hát đâu. Không như vậy là nó không rít lắm đâu. Như này là trùng vú tốt lắm rồi. Không, nếu nói vô tư là nó phải hơi đã rít mới là nhẹ. Nó là chest của nó sáng. Đấy. Thì nó phải có một chút tị thôi. Chứ nếu mà nó trùng vú kiểu không rít tí nào thì rít tí nào tối tiếng lắm. Thì nó tiếng nó tối lắm. Rồi, nó không nó kiểu nó bí ấy. Đúng rồi, nó bí tiếng. Chẳng
các chú là ở Hà Nội à? Vâng, em ở Hà Nội. Đấy, hôm qua tôi điện, hôm qua tối hôm qua thì nằm thì nói thực tế là mình cũng theo dõi cái này lâu lâu rồi. Nhưng mà nói cũng còn có tiền đấy chứ. Mình theo dõi thế thì thầm vợ chồng bàn luận với nhau và thôi. Mua cái này nó thực tế nó gọi là cái đam mê. Thế là cả vợ chồng đều là nhất trí là đồng thuận là mua. Không, mình nói chung có gia đình rồi, mình làm cái gì là phải bàn với vợ với chồng chứ, nói cái gì cái. Nhưng mà chị có đam mê không anh, hay là chỉ chủ yếu là mình anh thôi? Nhà tôi thì nó đi làm suốt thì cả... chị cũng hiểu là... anh. Có nghĩa là chị chiều anh đấy, còn anh đam mê chính là anh. Tôi bảo là nói chung là mình có hư hỏng cái gì đâu, gọi mua cái này về mua lần dùng mãi mà. Nhưng còn xinh đáng không anh? Thế thôi, gọi phục vụ con người ta chứ có cái gì, giờ sẽ bảo đánh cờ đánh bạc hay là chơi lô chơi đề, nhiều khi nó mất đi mấy chục triệu người ta còn chịu được cái không chứ mình. Anh mua về anh nghe nhạc anh hát, anh lại phấn khởi, anh lại khỏe, anh lại làm được nhiều tiền hơn. Mùng 1 tháng 5 bọn tôi kiểu nó họp lớp ở cái làng này một lớp ấy. Vâng. Thế nó cũng vào đây ngồi uống bia này, tối nó vào xong rồi nó bảo hát karaoke cái bộ của tôi. Thế tôi mới bảo là lâu lắm rồi tao không mở. Thế là khéo phải đến tháng 5 mình không mở. Thế là đến lúc mở ra nó ọp ẹp xong mình mà thôi bọn mày cứ lấy tôi cho mày đi. Cả trầm cả âm ly thì hai cái loa rồi bọn mày lấy tôi cho đấy. À, bộ anh là loa dàn đấy, loa dàn. Anh mua lâu chưa? Mua lâu rồi, nhưng nói chung là thực tế là tôi mua tôi dùng loa dàn rồi nhưng tôi không tin tưởng cái là bây giờ nếu nói đúng là 20 triệu thì cũng đi mua được hai cái loa mấy âm ly này nọ, nhưng mà toàn cái đâu nọ cắm cằm ở kia hết. Mình nó không biết gì về gọi là cái đồ này. Cho nên là thôi tốt nhất là cứ mua nó chọn gói thì nó xong. Bởi vì là dù sao các công ty người ta làm là người ta có người ta có học, hiểu biết. Người ta lắp được những cái gì vào những cái gì là người ta cân đối hết rồi. Nhưng mình biết cái gì? Mình đi bảo cái thằng đi mua cái loa xong lại cái thằng bán là loa ngon lắm anh ạ. Cái này thì lại phải cái âm ly này. Thực tế là nó có đồng bộ hay không mình biết đâu. Đấy là nói vô tư không biết được. Cho nên thì chúng em bây giờ chúng em quảng cáo thì anh cũng tin được chứ sao anh biết được như thế nào đúng không? Các chú là gần như là nó thành lập một cái công ty. Các chú nó gần như một cái công ty nó làm mở rộng. Đấy chứ còn thì giờ ví dụ như tôi ra ngoài hàng hiệu, cứ ví dụ như cái cửa hàng ấy, người ta bán ấy thì người ta gọi là một cái cửa hàng thôi. Người ta cũng chỉ là một cái người gọi là lấy hàng về mà bán. Cái đây các chú nó là chắc chắn là nó phải có cái người ta kiểm nghiệm rồi. Người ta giao là nó đủ bộ như vậy rồi. Nên tôi chỉ tin tưởng vậy thôi. Thế ra người kiểm nghiệm sản phẩm của chúng em thì là khách hàng chứ không phải là chúng em. Không, phải là khách hàng. Ý tôi muốn nói này. Nó làm được một cái loa này. Vâng. Là một cái công ty người ta làm. Vâng. Đúng không ạ? Thế người ta đã kiểm có cân đối hết rồi. Nó hơi là cá nhân. Ví dụ là cái loa này nó phải đi mấy cái vang này. Vâng. Nó phải đi mấy cái đáy này. Vâng. Đấy nôm na là vậy. Đúng không? Thì người ta lắp nó vào và người ta đã có khớp được nhau. Khớp được nhau, người ta cân đối rồi. Vâng. Chúng tôi chỉ tin tưởng như vậy. Vâng. Thế thôi chứ còn thì đúng mà nếu mà chạy có bền hay không thì nó phải có thời gian thực tế. Thẩm định được. Thôi thì thi thoảng bác bây giờ mua loa về thì thôi cứ bật ở trên cửa hè này xong mình đấy. Quá ok luôn, quá tuyệt luôn. Tôi bảo là không biết là tôi làm rộng cái này cái loa có đủ cho đằng kia cho tôi nghe không. Thế phải tí mới thử. Bật xong rồi tí anh em mình chạy ra đằng kia nghe thử xem thế nào. Bởi vì nó còn ra luôn kia mà mục đích là tôi là khả năng là tôi để chỗ cái xe đạp cái kìa. Xong tôi lại xì một cái tôn. Xong là tối mà không ấy là tôi úp vào đấy. Tôi chụp cả cái tôn vào đấy. Hợp lý, mưa, hợp lý. Mưa hợp lý. Gió bão bùng là đỡ phải cứ để khiêng vào. Bể. Đúng rồi. Là như vậy. Hợp lý, hợp lý. Đấy, bởi vì mình nhìn ở trên cái YouTube đấy được thấy nó vuông vuông thì mình đi đặt mẹ nó một cái coi như cái thùng. Đúng rồi. Mình ra xong rút điện cái chụp nó vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Đặt mẹ đấy. Vâng, vâng. Cái này thi thoảng anh mua loa về thế là anh em tập trung đây làm vài lon bia thế nào. Nhà đây đông lắm. Không gian này thì thích quá. Ngồi đến đây ngồi. Thế là anh trồng nguyên cà chua rồi à? Hay còn có trồng cây nào nữa? Thiên lý nữa đây. Đây ra đây. À, cả thiên đây. Lý nữa. Vâng. Xem cái giàn thiên lý nhá anh. À đây đây đây. Chuyện giàn thiên lý đi anh. Tí lượt hát vào chuyện giàn thiên lý nhá. Tôi thì thiên lý giờ bắt đầu nó mới ra nụ. Dạ. Ui. Tôi thì cứ làm sàng cái này thôi. Thiên lý đắt lắm đấy. Trên Hà Nội bán đắt lắm. Ừ. Đấy thì ngày ngày là cứ ra vườn đấy, này. Đúng mô hình VAC rồi. Đấy. Ui giàn mướp nữa kìa. Thế là ao này anh nuôi nhiều cá không? Ao này chủ yếu cá ăn đấy mà. À. Cá chấm, cá chê hay là cá chấm chép đấy này, cá ăn ui rồi ngỗng này. Đó, thì mình làm vườn này, mình cứ mở lích tích vậy mà nghe. Thế là chỗ xa nhất mà anh làm ở đâu? Ở kia? Kia. À thế được.
Được, tí thử đi. Từ đây đến làm gì được 200 mét. Ông mình nói vậy nói chứ tới chứ gớm lại chẳng nghe. Thoải mái anh có ạ. Cái là nghe nó chất lượng hay không chứ tới chứ thì ý. Quan trọng là hay hay không, như thích to là anh làm ngay cái loa phường, loa nén cái cột điện ấy, người ta treo cái cột điện ấy. Cái đấy nghe to lắm. Cái chất lượng không. Nếu mà thích thì khả năng tôi thích cái 35 36 triệu cơ. Đúng rồi. Nhưng mà thôi thì cũng vì cái điều kiện mình thì cân đối. Nữa ấy thì thôi thì tôi lấy cái này. Đấy, chứ còn tôi không lấy cái dưới nữa tôi không nghe đâu. Thì mình bảo nó vậy. Thế là sáng nay cái lúc 9 giờ 9 10 giờ điện về và bố mình phải xem cho nó kỹ nhá. Không thật vậy mà. Vâng. Và bố mình kiểm tra cho nó kỹ nhá. Và, thì nói vậy nói với mình thì biết cái chó gì cha mới khảo tin tưởng là chủ yếu thôi. Thấy các chú bảo là cái này ở ngoài trời là mình đã biết là cái công suất của nó là khả năng nó mạnh rồi. Vâng. Đặt ngoài trời đặt ngoài trời là bởi vì là những cái loa bình thường mà ở ngoài trời nó lỏng đi đâu ấy. Ngay như mà bọn tôi đi hát vậy chứ nếu cái không gian mà nó rộng quá là loa là hát nó lỏng tiếng có khi nó không bởi vì cái chưa đủ cái công suất cho cái khu phòng đấy. Chính xác. Đấy, nghe nhạc thì không cần phải to quá nhưng mà hát thì bắt buộc là nó phải đủ công suất thì mới hay được chứ nếu mà hát mà nó không đủ mà cái giọng mình không kéo lên được bát những cái thứ mà nó không mạnh được thì là hát nó cảm giác nó đuối lắm. Ngọc đèn trơn kim ơn cô ra vào ngọc đèn trơn kim ơn danh từ ngoài cõi tiếng đồn trong cung. Xin bay màu thu đôi ngàn bao trời cảnh ấy phóng qua bốn mùa trên bát ngát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.